Bài này nói trước là sẽ rất mặn, không hợp với một số bạn nghiêm túc hoặc coi chuyện này là chuyện mà cá nhân nên tự đọc, tự tìm hiểu. Cả những bạn coi chuyện ấy là lãnh địa chém gió độc quyền của nam giới thì cũng không phù hợp để xem tiếp nhé. Mình không có phê phán hay là chỉ trích gì ở đây, vì mình hiểu mọi người đều có giới hạn và quan điểm riêng. Tuy nhiên nếu ngay từ đầu đã không hứng thú và phản đối kịch liệt rồi thì các bạn có thể dừng tại đây, vì mình rất ngán drama từ cộng đồng mạng. Mình viết vui là chính, không vui thì không viết nữa, vậy thôi. Ok, vào luôn vấn đề chính. Quan điểm của mình là đàn ông chân chính phải biết đàn ca sáo nhị cho các bạn nữ đầy đủ. Đừng có chơi kiểu dí đầu qua nhà người ta xuống, cho sướng bản thân, rồi đến lượt mình thì chỉ làm vài đường cơ bản cho xong việc. Đàn ông mà đã lỗi lầm như thế thì chị em đừng có trông mong tương lai gì cho phí bim bim nhé. Bài này sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế cộng với kiến thức mà mình đã thu lượm 12 năm nay, nên có thể mang tính chủ quan, đúng với người này nhưng mà lại chưa chuẩn với người kia, nên là rất hy vọng nhận được nhiều đóng góp từ các đồng minh. Phần 1. Trước khi lâm trận. Ok, chắc là ai cũng đã từng nghe đến bí kíp ăn dứa trước khi hành sự cho ngọt nước, thơm miệng rồi phải không? Tuy nhiên thì theo mình tip này đủ, nhưng mà chưa chuẩn. Vị của bim bim chủ yếu là do độ pH, chế độ ăn uống và quan trọng nhất là do nồng độ axit tự nhiên ở trong âm đạo. Nồng độ axit này có tác dụng rất lớn trong việc tiêu diệt vi khuẩn và bảo vệ cô bé. Càng cho lưỡi du lịch vào sâu bên trong thì các anh sẽ càng thấy vị bim bim đậm và lôi cuốn hơn so với việc chỉ hôn ở môi lớn và môi bé. Vì vậy, vệ sinh cá nhân là cực kỳ quan trọng. Khi vệ sinh, các nàng chú ý là không được thụt sâu quá, nhưng cũng phải để ý để làm sạch nhiều hơn nếu muốn đối tác thỏa mãn toàn phần. Nếu vệ sinh đúng cách thì dung dịch vệ sinh là hoàn toàn không cần thiết, thậm chí là còn tạo ra mùi rất phách nữa. Bim bim sạch thì ăn ngon, còn bim bim mà mùi vị phách thì... Ôi, cứ xác định là mạng nhện răng kín đi nha. Tiếp theo là vị ngọt. Dứa tươi chỉ là một tác nhân tạo nên vị ngọt cho bim bim. Thực tế thì dứa cho chắc đã có tác dụng mạnh bằng táo, kiwi, dâu tây và nho. Vẫn biết là một khi cơn nắng lên thì bất chấp, khó chuẩn bị trước. Nhưng chị em nếu muốn có một cuộc chiến long trời lở đất, run rẩy toàn thân, vắt kiệt khí lực thì phải nhớ hàng ngày luôn ăn các loại trái cây này và đổi vị thường xuyên. Ăn trực tiếp hoặc là làm sinh tố đều ok hết. Chú ý là nếu ăn cùng sữa chua Hy Lạp không đường thì chúng ta sẽ có một gói bim bim bá đạo nhất hệ mặt trời, làm các anh điên đảo, quay cuồng, nghiện ăn bim bim thậm chí còn hơn cả pháng lô luôn. Vị chua và các vị khác, có nhiều anh khẩu vị cũng lạ lắm cơ, cứ thích ăn các loại bim bim có vị độc đáo một chút. Nhưng mà có chơi thì có chịu nha. Nếu họa mi của các anh chưa đủ cứng và bản lĩnh chưa đủ mạnh thì đừng có đi theo lối này, vì sẽ có hai trường hợp xảy ra: hoặc là nghiện không lối thoát, hai là tởm đến già. Nếu bim bim có vị chua dịu thì chị em có thể uống cà phê hoặc là uống rượu. Nói chung là rủ nhau đi nhậu thì tối về dễ có dưa muối để ăn lắm đấy. Muốn vị mạnh mẽ và đậm đà hơn thì có thể ăn đồ cay. Và đặc biệt, nếu ăn quế hoặc là bột quế thì bim bim sẽ có một vị rất kích thích và dễ chịu. Wax hay là không, đây là một chuyện cá nhân. Nhiều anh thì thích chị em tóc tai sum suê, nhưng mà các đối tác của mình thì ai cũng cứng trụ trước một em da mình nhẵn nhụi, mịn màng, kiểu mê mẩn, dựng cột buồm luôn ấy. Mình thấy bim bim trơn nhẵn hoặc là tỉa tạo hình cũng đều ok. Còn việc để râu tóc xồm xoàm thì có thể gây cản trở cho việc tìm điểm G. Mùi vị thì cũng không mấy dễ chịu, lại còn rất dễ bị dắt tóc vào miệng của đối tác nữa. Và chị em cũng có thể làm nóng không khí bằng cách nhờ đối tác cạo hộ trước khi lâm trận. Có vẻ như là các bạn nam rất thích làm việc này, vừa lãng mạn, vừa như tự mình khai phá ra một kho báu vậy. Đối với mình, ngoài tỉa tót thì dưỡng da cũng cực kỳ quan trọng. Nếu chăm dưỡng thì bim bim sẽ cực kỳ lắng mịn và mềm mại. Dầu ô liu là bạn đồng hành của mình, vừa để tắm hàng ngày, vừa để thoa dưỡng da toàn thân, đặc biệt là xoa chút lên các vùng trọng điểm. Đến mình còn nghiện chứ nói gì. Khô hay là ướt? Có một quan điểm mà theo mình thấy hơi sai lầm, nhưng mà cực kỳ phổ biến giữa các cặp đôi. Trước khi ăn bim bim, các anh thường để cho đối tác tắm rửa rất kỹ, rồi vừa vào lau khô phát là lên luôn, không chờ đợi gì. Điều này khiến cho bim bim có vị nhạt. Một gói bim bim cần có thời gian để tiết ra vị tự nhiên, nên là vừa mới vệ sinh xong mà chiến ngay thì chỉ thấy có vị nước lọc mà thôi, không ngon tí nào.
Thế nên là có lau thì cũng đừng nên khô quá, để gói bim bim hơi ẩm một xíu. Sau đó thì warm up trước khi lầm trận vài phút. Và như thế sẽ đủ thời gian cho không khí lưu thông vào bên trong, và thủy triều sẽ dâng lên khỏi muôi lớn vào muôi bé. Đó chính là vị nguyên bản và tuyệt vời nhất của một gói bim bim đó các chế. Phần 2 là nói chuyện làm sao cho mượt. Con đường gạ gẫm đã gian nan, nhưng đừng nghĩ là mở được gói bim bim ra rồi là chắc chắn sẽ chén được con nhà người ta nhé. Tôi từng tắt nắng ngay lập tức vì đối tác nói chuyện quá thộn. Lúc đó tự dưng hai đùi khép lại, bim bim khô hạn như da thiếu nữ người Việt Nam khi mới sang Đức vào mùa đông. Đơ tì tóc là một phần cực kỳ quan trọng khi ăn bim bim luôn. Nếu không làm được hoặc là không tự tin thì đề nghị các anh im lặng, âm ỉ thôi lại cũng đủ gây nắng rồi. Với tôi, đây là cả một bộ môn khoa học, từ điều chỉnh hơi thở, nhịp thở tới phối hợp nhịp điệu ra sao cho hài hòa với chuyển động cơ thể. Cách phổ biến và đơn giản nhất để bắt đầu cuộc nói chuyện là khen ngợi đối tác một cách chân thành. Khi khen mà kết hợp nhuần nhuyễn với body language như siết nhẹ eo hoặc hông đối phương, nhìn sâu vào mắt hay rúc đầu và hít nhẹ ở gáy và cổ, thì thôi, thủy triều dâng lên gọi là ào ạt luôn. Cứ gọi là đảo quá Pepsi ơi. Nếu đối phương thích bị áp chế thì các bro có thể nâng lên một mức cao hơn, đi kèm với mệnh lệnh rõ ràng, bộc lộ sự nam tính và kiên định của mình. Chú ý là khi nói chuyện, ngón tay và lưỡi cần hoạt động linh hoạt, chuyển qua liên tục giữa các địa hình khác nhau, hết đỉnh núi, lại đến sườn đồi, rồi trượt xuống thung lũng. Việc ngại miệng là chuyện rất bình thường. Nếu mọi người xem porn chuyên nghiệp hoặc các video homemade của Âu Mỹ thì sẽ thấy các nhân vật nói chuyện cực kỳ mượt và tự nhiên. Không phải vì họ là diễn viên, mà chủ yếu là do đặc trưng văn hóa cởi mở. Còn Việt Nam mình thì việc này vẫn chưa phổ biến tí nào. Vậy nên là để trơn miệng, dẻo môi thì cần làm gì? Đầu tiên thì các chế cần hiểu mục đích của cuộc nói chuyện đó là gì. Đó là để thắp nắng, làm cho đối tác hôn mê tê liệt vì sướng, thúc đẩy cho khoảnh khắc hợp tác ngọt ngào và trọn vẹn hơn. Vì vậy, nói gì không quan trọng bằng nói thế nào. Và cũng đừng ngại trêu chọc hay là đùa partner trong lúc thực hành, bởi nếu không vui thì chả ai làm gì cả. Cứ cợt nhả một tí để tạo không khí thoải mái. Nếu định nói câu gì đó mà đối tác lại lan ra cười thì đó là một tín hiệu tích cực, vì dù chưa làm cho nàng sướng thì ta cũng đã làm cho nàng cười rồi mà. Đối với tôi thì chuyện ấy mà thêm tí hài hước sẽ là một gia vị cực kỳ hợp, khiến cho hai người gần sát nhau hơn và giảm bớt căng thẳng. Giao tiếp, ngoài tố chất sẵn có thì phải luyện tập rất nhiều, thậm chí còn phải trải qua thử và sai khá là đau thương. Vì vậy cứ ra trận mà cơm bát thôi, đàn ông mà, ngán gì mấy cái thứ xấu hổ còn con này đúng không các bro? Và cũng đừng quên là thêm tí men, chất kích thích như là rượu, bia với liều lượng vừa đủ, sẽ khiến cho cuộc vui thăng hoa hơn. Khi nói chuyện gây nắng, một điều quan trọng không kém đó chính là bạn nam phải tỏ ra tự tin. Nếu thím tự tin với những gì mình nói, rằng mình hiểu và điều khiển được đối phương cũng như là các tình huống, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Phải nắm rõ bạn nữ là thuộc dạng tính cách nào, thích lead mình hay là thích được mình lead, phong cách hoang dã bản năng hay là ngoan ngoãn như mèo con là điều cơ bản trước khi thực hành. Nước đẩy thì thuyền mới trôi, đừng tự giới hạn bản thân mình ở bất cứ điều gì các chị ạ. Còn về phần phân tích kỹ hơn và xếp hạng level các cuộc nói chuyện để thắp nắng thì các ông vào link để đọc tiếp nhé. Tài liệu tham khảo thì cũng có ở trong link cho các thím học hỏi dần dần ha. Tạm thời thế đã, chưa gạch đá xây tháp từ các chế. Còn nếu mọi người ủng hộ thì tôi sẽ lên các part chuyên sâu hơn. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spadung.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.